Sáng nay, đoàn thẩm định của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra hồ sơ các cơ quan đơn vị đề nghị công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2020-2024 tại huyện Vĩnh Lộc. Qua kiểm tra, các đơn vị đều thực hiện tốt 4 tiêu chí đề ra. Các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, kịp thời biểu dương các cá nhân, việc làm tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nơi công sở. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục. Đoàn thẩm định yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để trình hội đồng thẩm định cấp tỉnh công nhận cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2020-2024.